Trong tháng 11 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang có nhiều tín hiệu tích cực, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt gần 14,3 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng antimon, tinh bột sắn, ván bóc và một số loại nông sản như sầu riêng, chuối, thanh long. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị thủy điện và vật liệu xây dựng. Hiện lực lượng hải quan tỉnh Hà Giang đang làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi buôn lậu gian lận thương mại dịp cuối năm. Vừa qua tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình khởi động tình nguyện mùa đông năm 2023, xuân tình nguyện năm 2024. Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao trên 1.000 đôi giày cho các em học sinh, 3 TV cho nhà trường, 40 suất học bổng cho 40 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi suất học bổng là 300.000 đồng, đổ bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn tại bản Nả Háng, khánh thành sân chơi tại điểm trường mầm non Màng Mủ trị giá 50 triệu đồng do báo tuổi trẻ thủ đô tài trợ. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ động viên đối với các em học sinh người Mông vươn lên trong học tập. Ngày 28 tháng 11, tỉnh Hà Giang phối hợp với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam khởi động giai đoạn 2 của chương trình Tiến về phía trước, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Hà Giang, Quảng trị và Hòa Bình triển khai từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2028, chương trình được tài trợ của đại sứ quán Ireland tại Việt Nam với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại 6 xã của huyện Đắk Rông và hướng hóa Quảng Trị, 4 xã của huyện Đà Bắc và Lạc Sơn Hòa Bình, 5 xã của huyện Sín Mần và Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Chương trình sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm, hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế. Hiện nay các sản phẩm quế của Việt Nam đa số được các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua trung gian nên giá cả và thị trường không ổn định, giá trị chưa cao. Việc xúc tiến xuất khẩu ngành quế của tỉnh Yên Bái hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Tại Yên Bái, hoạt động xuất khẩu chung của tỉnh đã dần ổn định và có giá trị tăng trưởng tốt. Trong đó mặt hàng quế xuất khẩu trực tiếp ước đạt 1,2 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên theo ngành chức năng, giá trị này rất thấp so với tiềm năng thế mạnh và giá trị của vùng quế hơn 70.000 ha. Để khắc phục những khó khăn thúc đẩy xuất khẩu ngành quế, thời gian tới ngành công thương Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các thương vụ tham tán ở nước ngoài, tìm kiếm mở rộng thị trường, hệ thống phân phối, thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu ngành hàng quế của tỉnh đưa các sản phẩm từ quế của tỉnh Yên Bái đến với thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường các nước trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cuối năm 2022, lô hàng gần 11 tấn bưởi diễn đầu tiên của huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình đã được xuất sang Vương quốc Anh. Thời điểm này, những người trồng bưởi của huyện Yên Thủy đang chuẩn bị những sản phẩm bưởi chất lượng nhất cung ứng ra thị trường và chuẩn bị sẵn sàng những lô hàng xuất khẩu tiếp theo ra thị trường thế giới. Toàn huyện Yên Thủy có gần 900 ha bưởi. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gap, nên chất lượng quả bưởi Yên Thủy được nâng lên rõ rệt. Hiện bưởi đã có mặt tại nhiều hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch siêu thị trong và ngoài tỉnh. Một số giống bưởi được thị trường ưa chuộng như bưởi thồ, bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi soi hà. Diện tích trồng bưởi hiện đang cho thu hoạch trên 400 ha, thu nhập bình quân từ cây bưởi diễn đạt từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Mấy năm gần đây thì là giá trị kinh tế của cây bưởi thì là so với mọi năm là năm nay là sai quả hơn, đạt hiệu quả hơn và quả và mẫu mã của nó cũng đẹp hơn. Và trong những năm gần đây thì nói chung là chúng tôi đây cũng đang sống về nhờ cây bưởi. Thì như mấy năm trước ấy thì là trồng ngô, trồng sắn là không mang lại kinh tế. Bà con chăm sóc rất là tốt và đã, đã bao vọc vườn bưởi. Thì đến giờ này là bưởi đang bắt đầu hung chín rồi ruồi à, vàng là, là cũng ít rồi thì là bà con bắt đầu này bắt đầu gỡ cái túi để cho có quang hợp ánh sáng để mà tiến tới là thu hoạch để xuất khẩu cho chắc là vào khoảng tháng 12. Nếu như vụ bưởi năm nay tại một số các địa phương nhiều diện tích bưởi mất mùa thì đối với vùng bưởi Đại Đồng huyện Yên Thủy vẫn sai chữ quả. Bưởi diễn Yên Thủy bên ngoài tròn đều vỏ mỏng, khi chín màu vàng sẫm, hương thơm vị ngọt mát, có thể bảo quản giữ được tươi ngon 2 đến 3 tháng sau khi thu hoạch. Trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật khó khăn, thời điểm này người trồng bưởi ở Đại Đồng vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng đưa những sản phẩm của mình đi xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh các kênh phân phối, tăng cường quảng bá để góp phần nâng cao giá trị của một sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tại địa phương.